vào bên trong để xem như thế nào. Ôi xà, có mở quá, đây rồi. Đây là phần nè, à chà, cái này nước không lên là do kẹt rồi. Đấy. Có thể từ năm nay để qua năm kia cho nên nó bị kẹt. Không thể chạy được nữa. Chúng ta có thể một thì thay, hai là bôi trơn rồi. Để ta xem như thế nào. Ôi xà, rỉ hết. Đấy, chúng ta kiểm tra cánh quạt. Bởi vì cái này nước không. Ôi trời. Đây, chúng ta có thể đây là do cái này bị kẹt cho nên chúng ta phải bỏ lên mờ vào, ta thử như thế nào thôi. Chúng ta cứ bỏ vào đáng lẽ là thay, nhưng mà bây giờ chúng ta phải tận dụng cái đã. Đấy, chúng ta dùng lên mà bỏ cho trơn vào. Chúng ta phải thử điện như thế nào. Đấy, chúng ta cầm điện vào và thử xem như thế nào, quạt này có chạy không. Còn quạt thì chạy rồi, rất yếu. Cái này hơi khó như bạn. Yeah.
Đấy, như vậy là màng cấp cánh quạt gió này đã bị hỏng. Đây, cầu chi đã hỏng. Đây. Cầu chi của nó đây. Rồi đo, chúng ta đo để kiểm tra cái nguồn này đã hỏng chưa. Đây, cầu chi hỏng, chúng ta đo hai chân tụ này. Bật ra thang nhân 1. Các bạn thấy chưa? Nếu đo mà không đảo chiều mà không lên là được. Đây, lên hai cả. Đấy, chiều nào cũng lên, tức là con này đã bị hỏng. Như vậy là con này đã bị hỏng. Như vậy là con này tôi cùng chưa có thay, có thể vài ngày nữa tôi lấy. Bởi vì cái loại này đang mới đối với ở đây, cho nên chúng tôi kiểm tra như thế nào ấy. Đấy, đó là cánh quạt quạt gió. Còn bây giờ bên trên này thì có thể là do quay chậm. Bây giờ chúng ta kiểm đến quay chậm, có thể là do tụ hoặc là trục bạc. Đấy, như vậy các bạn thấy đấy, quạt chạy chậm chúng ta thay. Đấy, chạy rất mạnh. Đây, đang quay đây. Đấy, thay trục mới vào. Tụ của nó 1,5 mm, chúng ta thay từ 1 đến 2 mm thôi. Đấy, do cái thài này là do quạt chạy chậm, chúng ta thay tụ vào là được. Đấy, giải quyết được một bánh. Bây giờ cái bánh như thế này, bạn vậy. Cái này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp. Cái này cũng đơn giản thôi, không có gì cả. Bởi vì có thể có nhiều người cái này họ tháo ra nhưng chưa biết đang lắp. Lúc nào tôi sẽ tháo cái này. Hồi nãy tôi sẽ tháo cái này và hướng dẫn các bạn tháo luôn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp. Lắp cái này. Đấy. Lắp đầu tiên thì chúng ta phải làm các nhiệm vụ ở bên trong. Chỉ có khớp lại hai bên. Đầu tiên nhiệm vụ của chúng ta là bắt đầu lắp ấy thôi, lắp màng điện. Chúng ta các bạn nhớ là kéo điện ra này ha, không có thì nó chạm vào điện là rất nguy hiểm. Đây, các bạn xác định vị trí của nút đấy, các nút đỏ này ở tương đương với các cái lỗ đằng trước này. Đấy, chúng ta tiến hành lắp. Điện vị ở đâu? Những vít này chúng ta lấy vít cho bạn thôi. Bạn có cái điện này. Đấy, bởi vì chúng ta tháo cái này, chúng ta lắp vào cái này. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái này nè. Đấy, các nút các bạn phím đây cho chắc chắn vào. Đấy, vít cho hết. Thế thôi. Bây giờ chúng ta tiến hành lắp những cái bên dưới đó. Đây, các bạn chú ý lúc nào có cái này đây. Đây là cái bóng đèn này. Bóng đèn lúc nào mình bật vào cái bóng, tức là vào phun nước thì cái bóng này đổ lên. Nếu không bật vào nút ấy thì nó không đổ. Đấy, chúng ta phải dắt cái ống này cho nó vào, không quên là không được đây.